Em hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Tatiyam pisang khang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Tì saranang gacchami nithi tăng. Pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phạn tê, dạ xin vâng. Ba na thi ba ta, vê ra man y chi ca bê hăng sa mát dạ mi. Con xin với những điều học là quy tránh xa sư sát sanh. A đinh na đa na, vì là mình y sẽ co với những sa mạn dạ mi. Còn xin quan dự điều học là quy tránh xa suy trộm cắp cà mê xuống mi chá hạn cha ra. Vì là mình y sẽ co với những sa mạn dạ mi. Còn xin quan dự điều học là quy tránh xa suy tà hạnh mu sa wa da. Quê ra mắt đi sắp lên sắp mắt dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự nói dối. Sư ra mê rê yà mạnh chập và mai đắc thả na. Quê ra mắt đi sắp lên sắp mắt dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự dị uống rượu và các chất say. Panatipata Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự sát sanh. Adinadana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumicha Chara Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự tà dâm. Musawada Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự nói dối. Surame Rayama Chapama Dathana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự dễ dưa uống rượu và các chất say. Mai ni ban cha si ka bậc đa ni sa thu căng ca tua ngập ba ma đê na ni chắc căng sa ma ra kỳ tập băng chư Phật tử sau khi tọa trì tâm quy và ngũ giới nơi tâm bảo rồi có các nguyên dự hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui. A ma phạn tê, dạ xin vâng. Sì lê na su phê tinh doan tị, sì lê na phu khát sâm bá đai, sì lê na ni phu tinh doan tị tà chú mai, sì lăng quỷ số thát dê. Các chúng đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử có ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhơ. Sa thú sa thú lành thay, nhà con xin sám hối trước tam bảo. Uttamang ghe na wan de hang pa da pang sung varutamang buthe yo khalito do so putho khamatu tang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang tham man cha du vi thang wa rang tham me yo khalito do so tham mo khamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ
hai hàng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang sang khang cha du vi tho tamang sang khe yo khalito do so sang kho khamatu tang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Nhà chúng con kính cùng thỉnh sư chúc phúc đến đạo tràng. Chirasmi me buddha se to sare buddho jadakhi ne wa mang se mukgala no purato vidakanta yang bachi me mama anando kina sawa jatun disa samanta loka bala chinda dewa sapramaka ete sang anupawe na sabbe phayau baddhava ne ka antaraya pivinatsantu ase. Dạ, tôn Đức Phật ngự trên đầu với mặt xá lợi Phất qua trái kiền liên hầu, trước mặt là tâm tạng sau lưng A Nan chầu bốn phương A La Hán Đế Thích Lãnh Phạm Thiên do oai lực pháp màu phù trì cả năm châu rủi ro và tai hại, tất cả đều lo âu xin được mau tiêu diệt. Sua ta la tho su ki to bu run ho bu ta sa ta ne a ro go su ki to ho i sa ha sa be nya ti phi sa ta la tha su ki ta bu run ha bu ta sa ta ne a ro ga su ki ta ho i sa ha sa be nya ti phi te ta la tha su ki ta bu run ha bu ta sa ta ne a ro ga su ki ta ho ta sa ha sa be nhà tị khuyên cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú sa thú lành thay. Nhà con xin hồi hướng công đức. Yang kin chi kusala kamang kata bang kiri yang mamaka yen wacha manasa tidase sugatang katang ye sata sanino ati ye jasata asanino katang punya palang mai hang sabbe phagi phawan tute ye tang ka tang su vi di tang din nang punya palang ma ya ye cha ta ta na cha nan ti de wa gan toa ni ve da yung sa pe lo kam hi ye sa ta chi wan ta ha ra he tu ka ma nun nyang fo cha nang sa pe la phan tu ma ma che ta sa ti. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đáng được làm với thân khẩu ý của tôi đều tác thành đến cõi trời đạo lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng, xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin chư thiên sau khi đi hãy báo truyền cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thật, xin hãy thỏa thích nhận phần phước Phật thực do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Y đăng nô nha ti năng hô tu su ki ta hôn tu nha ta yô. Y đăng vô ta mê pu nhăn a sa vá kha yô vá hăng hô tu. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bạn quý thuộc đã qua vãng. Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Sabbe puratima yadisa yasata avera sukhi hontu. Sabbe puratima yadisa yasata avera sukhi hontu. Sabbe dakhina yadisa yasata avera sukhi hontu.
sabbe dakhina ya anudisa ya satta avera sukhi hontu sabbe pachima ya disa ya satta avera sukhi hontu sabbe pachima ya anudisa ya satta avera sukhi hontu sabbe utara ya disa ya satta avera sukhi hontu sabbe utaraya anudisaya satta avera sukhi hontu sabbe uparimaya disaya satta avera sukhi hontu sabbe hetimaya disaya satta avera sukhi hontu sabbe satta avera hontu sukhita hontu nidukha hontu apyapaccha hontu anikha hontu dikha yukha hontu aroga hontu sampati samicchantu sukhi attanang pariharantu dukha patta janidukha phaya patta janipaya soka patta janisoka hontu sabbe pipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Thầy giá, con đã xong phần lễ bái Tam Bảo sáng nay. Với những phước lành mà con tạo được do sự lễ bái Tam Bảo và xin thọ trì quy giới, con xin hồi hướng phần phước này đến với chư thiên ngụ quanh ngôi nhà của chúng con, và xin chia phần phước này đến với đạo tràng đồng đều nhau cả thảy. Bây giờ là 4:28 sáng giờ Việt Nam, vẫn còn 2 phút nữa mới đến giờ sinh hoạt của đạo tràng. Con kính lễ sư Trí Đức, sư Phước Thạnh, con kính lễ cô tu nữ Dư Pháp. Xin chào đạo hữu Giang Nhất Hạ. Đạo hữu Karuna, Sư Thi An Lạc, đạo hữu Cổ Thiên Lạc. Kính chào cô Nguyễn Mộng, cô Kim, cô Meta. Kính chào Minh Đạo Huynh. Không biết sư đã rảnh tay có mặt trước máy hay chưa. Nếu có, xin cho con bàn tay tín hiệu để con nhường mic lại cho sư bắt đầu chương trình học câu kinh pháp cú sáng nay. Dạ, sơ thú con nhường mic lại cho sư. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thầm Mài giá, Nam mô Sằng Khai giá. Trước tiên kính lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng, kính lễ Đại Đức Phước Thạnh, chào cô tu nữ Như Pháp, xin chào Huynh Chánh Ngộ, đạo hữu Karuna, Sư Thiện Mộng, Sư Mê Tài, Sư Thi An Lạc, Huynh Giang Nhật Hà, Sư Kim, đạo hữu Cổ Thiên Lạc, Huynh Đạo Huynh. Alo, quý vị nghe rõ? Xà thú, xà thú. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 163. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo
bút thù ma hay si ở ra hằng tất thà gác tô lô cú ta mù sắp bác gá rù hít chế tắc cô lô cá sơ sát thà chánh nó đầm mắc cụ quý đồ hoành đà má hành tầng ná ra phù cha này giác gần Như Lai giác ngộ pháp màu ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng thoát ly phiền não trói chăng tôi thường giáo chủ trí năng vô lượng tứ đế ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát trần con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chung nhân dân cúng dường tham mô bát đi bồ quý ta sa sa thu nô lô ca nó mình tha sa quy nà ca rô cô sắp bần nhu bút thấp bát đi phù tí sành nhá tô hoành đà hành tầng ná ra phù cái này giác cần pháp bảo với như ánh vàng như lai soi sáng vạt màng vô minh phá tan lầm lạc dụng sinh đầy nhận thật cổ quang minh rõ ràng con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường sân khu quý số thù thu ca ta sa sa quốc cổ thích thà thúc đà mù quá ra thầm mất thích thà cổ niền đà bất sân xà đi a nà đá rù quá rù hoành đà mất hành tầng nà ra phù cha này giác cần tăng bảo tinh văn Phật Đà tâm học môn rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thế pháp phàm nhân ai bị con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường ra tành át thế giá tê chê na sách kha mê e tu quá tha năng tác xà bí a nút pha quê na sa hạ xà dê na sê trà tu cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao Nam mô Bụt Thầy Dạ phần tán dương ân Đức Tam Bảo đã xong bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay câu Phật ngôn 163 Sukara ni asa thu ni Sukara ni asa thu ni Sukara ni asa thu ni Câu số 2 Attano ahita ni cha Attano ahita ni cha Attano ahita ni cha Bây giờ chúng ta ôn hai câu này. Sukara ni asa thu ni attano ahita ni cha. Sukara ni asa thu ni attano ahita ni cha. Sukara ni asa thu ni attano ahita ni cha. Rồi, về câu số 3, câu số 4 Đưa bà lên cho xích chiếc lá mùa xuân thấy ha Câu 3 Dân quê hi tành chá xa thun chá Dân quê hi tành chá xa thun chá Dân quê hi tành chá xa thun chá và câu cuối cùng tăng quê paramat đúc ca rằng tăng quê paramat đúc ca rằng tăng quê paramat đúc ca rằng rồi bây giờ ôn lại câu 3, câu 4 dân quê hi tăng cha sa thun cha tăng quê paramat đúc ca rằng tăng à dân quê hi tành cha sa thun cha tăng quê paramat đúc ca rằng dân quê hi tành cha sa thun cha tăng quê paramat đúc ca rằng rồi bây giờ ôn lại từ trên xuống dưới Sukara ni asa thu ni attano ahita ni cha yang we hi tan cha sa thun cha tang we parama duk
ca răng sâu ca ra ni a sa thu ni a ta no a hi ta ni cha yang we hi tan cha sa thu cha tăng we parama đúc ca răng đọc lại lần nữa sâu ca ra ni a sa thu ni a ta no a hi ta ni cha yang we hi tan cha sa thun cha tăng we parama đúc ca răng. Tại sao đọc một hơi mệt vậy? Bởi vì cuối câu số 2 nó là đoạn âm, và đoạn âm thì chúng ta không dừng được ở đó. Có những cái bài mà chúng ta thấy cuối câu số 2 nó là trường âm thì rất là sung sướng ha, bởi vì mình đọc hai câu mình nghĩ thấy khỏe, nhưng mà giờ cuối câu thứ hai nó không phải là trường âm mà nó là đoạn âm thì phải cố gắng đọc một hơi. Còn khi nào mà quý vị thấy rằng đọc một hơi dễ bị đứt hơi á, thì kiếm một cái trường âm nào đó mà nghỉ ha. Cái này không có già trẻ gì hết á, mà đọc đúng giọng hay không đúng giọng đó là chuyện quan trọng ha. Quý vị, quan trọng là biết trường âm đoạn âm, về trong Pali là như vậy. Thì bây giờ quý vị thấy rằng chúng tôi dưỡng sức để rồi tuổi thọ kéo dài một chút, chứ bây giờ ráng rồi đứt hơi rồi cái là một đống đó thì mệt lắm nha. Cho nên quý vị coi như tự lượng sức mình, đọc một hơi được thì đọc, còn không hai hơi, mà hai hơi thì chúng ta phải kiếm trường âm để mà dừng. Ví dụ sukara ni asa thu ni attano ahitan ahita ni cha yang quê, hoặc là quý vị dừng chữ văn được, dừng chữ quê cũng được. Quý vị có thể dừng lại một cái trường âm nào đó để bảo tồn sức khỏe, để cho được sống lâu ha, chứ đừng có cố gắng quá, cố quá thành ra quá cố. Rồi bây giờ đó là cái trường âm đoạn âm theo giọng kinh ha. Bây giờ qua giọng kệ thì sao? Giọng kệ thì quý vị rất là sung sướng, bởi vì đọc rằng hai câu, mà trong hai câu đó thì nó dù có đoạn âm đi nữa cũng là hai câu ha. Tức là đọc hai câu để nương nhau trên âm vọng và chúng ta nghe sao cho nó dễ nghe. Quý vị đọc mà quý vị tự khen mình hay là bảo đảm đạo tràng họ cũng khen mình hay, bởi vì cái khả năng của mình, sức lực của mình chừng đó, cho nên đừng có ngại, để làm sao cũng được. Nhưng mà phải phổ cái hồn vào đó. Thì quy luật ở đây một câu tám từ, chúng ta chia ra 2, 4, 4, và cố gắng đọc một lần hai câu ha. Hai câu rồi nghỉ, chứ không phải hai câu là làm liền luôn hai câu sau. Hai câu nghỉ rồi chúng ta tiếp tục hai câu sau, đại khái ha. Sukarani satuni antanohi ahitani cha dân quê hi tánh cha sa thun cha tầng quê ba ra mà đúc ca rằng sâu ca ra ni sa thu ni an ta no a hi ta ni cha dẫn quê hi tan cha sa thun cha tăng quê ba ra ma đúc ca rằng
Sukarani Sathu Tano Ahita Nijam Yang Wehi Tan Cha Sathu Jam Tang Webara Maduk Karang. Dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình, còn việc lành, việc tốt, thật tối thượng, khó làm. Rồi, bây giờ thấy hai bàn tay xinh đẹp, Sít Mê Ta, Sít Kim. Rồi, xin mời nhị vị ha. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Thầm Mạ Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Cảm ơn cụ Kim. Và quý vị khác có nghe được âm thanh của Meta không? Dạ, cảm ơn Quỳnh Chánh Ngộ. Dạ, con kính cảm ơn Ngài. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Chư Tôn Đức. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng và con xin đọc câu pháp cú 163. Sukara ni asa thu ni attano ahita ni cha yang quê hi tình cha sa thun cha tăng quê paramaduk karang. Dạ, con xin phân tích. Số cá là hai đoạn âm ra trường âm thông thường, ní á hai đoạn âm, sa thu hai trường âm thông thường, ní đoạn âm, ắt trường âm nhấn, tá đoạn âm, nô trường âm thông thường, á hí hai đoạn âm, ta trường âm thông thường, ní chá hai đoạn âm. Và con đọc lại câu 1, câu 2. Sukara ní á sa thu ní ắt ta nô Ahita Nicha. Và con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quê trường âm thông thường, hí đoạn âm, tên trường âm nhấn, tắt đoạn âm, sa trường âm thông thường, thun trường âm nhấn, chá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quê trường âm thông thường, bá rá má ba đoạn âm, đúc trường âm nhấn, cá đoạn âm và răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Văn quê hi tình cha sa thun cha tăng quê bá má đúc cá răng. Và con xin đọc lại từ đầu. Sukara ni asa thu ni attano ahita ni cha văn quê hi tần cha sa thun cha tăng quê ba ra ma đúc ca rằng su ca su su ca ra ni a sa thu ni a ta no a hi ta ni cha văn quê hi tần cha sa thun cha tăng quê ba ra ma đúc ca rằng. Con xin đọc lại một lần nữa. Sukara ni asa thu ni atta no ahita ni cha yang quê hi tanh cha sa thun cha tăng quê bà ra ma đúc ca răng. Dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình, còn việc lành, việc tốt, thật tối thượng, khó làm. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sukara ni asa thu ni atta no ahita ni cha yang quê hi tân cha sa thun cha tăng quê ba ra ma đục ca rằng. Và con đã đọc sách kệ xong, có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Tỳ Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho con ạ. À, con kính mời cô Kim tiếp tục.
Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Phước Thạnh, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Cảm ơn cô Netta đã cho tín hiệu nghe rõ, hạnh kiểm. Chiếc lá mùi chân đâu rồi? Có nghe rõ không? Trời ơi, nó tịnh như đâu mất tiêu rồi trời. Sư có nghe âm thanh con rõ không sư? Sư mắc quá vậy. Nhỏ, nhỏ. Bây giờ nghe được chưa? Chiếc lá mùi chân nghe nghe vừa chưa? Ha, còn nhỏ. Quý vị có nghe âm thanh của tôi rõ không quý vị? Dạ chưa? Trời ơi, nghe nhỏ lắm. Trời ơi, hát cũng bể nhà rồi. Chắc là cái gì vậy vậy đó, chắc là wifi ở trong rừng trong rú gì đó. Mà thôi cũng được cô, phải được thôi. Chứ nói bự quá, đứt cổ họng luôn. Đó, ai cũng nghe rõ chưa? À, thôi giờ trả bài đi. Đó là vấn đề của cháu thôi, không phải của cô. Dạ con xin trả bài câu kinh Pháp Cú 163. Sukara niasa thu ni attano ahita ni cha yang quê hi tầm cha sa thùng cha tầng quê paramadukha rằng. Nghe rõ chưa chiếc lá mùi sân? Sukara niasa thu ni attano ahita ni cha yang quê hi tầm cha sa thùng cha tầng quê paramadukha rằng. Phân tích câu số 1 và câu số 2 dạ. Quá rõ là hạnh kiểm ở dưới quê đó, ở Việt Nam. Việt Nam nó còn nghe quá rõ luôn đó. Cảm ơn hạnh kiểm nha. À, phân tích câu số 1. Xuống khá hai đoạn âm, ra trường âm thông thường. Ní á hai đoạn âm, xa thu hai trường âm thông thường. Ní đoạn âm, câu số 2. Ắc trường âm ngắn, tá đoạn âm. Nô trường âm thông thường, á hí hai đoạn âm, ta trường âm thông thường, ní chá hai đoạn âm, mỹ để thua Việt Nam rồi, thua hơn chỉ mất gì, nó không có vô thường mà chắc lại cháu chỗ cháu ở nhiều cây cối rừng rậm núi đó ở trên, như chỗ cháu ở là không phải Hồ Chí nhà hình như là Manu Chất Xét phải không, chú bạn đó. Ừ, cây cối nhiều quá nhiều khi nó thừa nó gió nó ấy thôi kệ đi nghe được là được được rồi. Ủa tới đâu rồi, phân tích câu 1 câu 2 rồi dạ. Đọc lại câu 1 câu 2 rồi đọc câu 3 câu 4 và phân tích câu 3 câu 4. Sukara niasa thu ni attano ahita ni cha yang quê hi tầm cha sa thùng cha tầng quê paramadukha rằng. Phân tích câu số 3, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quê trường âm thông thường, hí đoạn âm, tranh trường âm ngắn, chá đoạn âm, xa trường âm thông thường, thung trường âm ngắn, chá đoạn âm. Câu cuối cùng, chúng phải câu cúng cùng. Tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quê trường âm thông thường, bá rá má ba đoạn âm, đúc trường âm ngắn, khá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ta biết rồi, ta biết nhà có người đâu rồi, khỏi cần nói. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Ông hồi lên đọc nha, nhớ kệ nghe. Văn quê hí tầm chát xa thùng chát đằng quê phá ra ma đúc khá răng. Sukara ni asa thu ni attano ahita ni cha yang quê hi tầm cha sa thùng cha tầng quê paramadukha rằng. Sukara ni asa thùng ni attano ahita ni cha yang quê hi tầm cha sa thùng cha tầng quê paramadukha rằng. Sukara ni asa thu ni attano ahita ni cha yang quê hi tâm cha sa thung cha tăng quê paramadukha rằng. Sukara ni asa thu ni attano ahita ni cha yang quê hi tâm
cha sa thúng cha tằng quê tha ra ma đúc tha răng. Dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình, còn việc làm việc tốt thật tối thượng khó làm. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu cho câu kinh Pháp Cú 163. Không biết ai tới nữa, kêu chiếc lá mùi xuân lên đọc kế tiếp đi. Dạ con cảm ơn sư cô Mít Trà Hạnh Kiểm cho bông hoa cùng vỗ tay vỗ chân. Nhưng mà nói túng lại á, con có đọc cái gì sai hay gì, con xin các sư các cô tu nữ và quý Phật tử trong đạo tràng chỉ cho con biết để con sửa. Con xin cảm ơn. Dữ không, nó rặn lên ba cái lá xong bỏ vỗ tay vỗ chân đi. Không biết ai kế tiếp nữa, nhưng mà chiếc lá mùa xuân đáng đọc cho sớm, tại vì bữa nay cô có công chuyện cô sẽ đi đó. Dạ con xin nhường máy lại cho người kế tiếp. Con xin chúc quý vị được một ngày an vui và may mắn. Dạ con xin đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính mỗi sư và quý cô tu nữ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 163. Sukara ni asa thù ni atano ahita ni cha yang quê hi tanh cha sát thùng cha tăng quê paramadukka rằng. Sukara ni asa thù ni atano tano ahita ni cha dằng quê hi tành cha xà thùng cha tằng quê paramadukka rằng. Con thích câu 1 và 2. Sukara ni asa thù ni atano ahita ni cha suka là hai đoạn âm, ra trường âm thông thường, ni á hai đoạn âm, sa thu hai trường âm thông thường, ní đoạn âm, át trường âm nhấn, tá đoạn âm, nô trường âm thông thường, á hí hai đoạn âm, ta trường âm thông thường, ní chá là hai đoạn âm. Phân tích câu 3 và 4. Văn là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm, quê trường âm thông thường, hí đoạn âm, tanh trường âm nhấn, chá đoạn âm, xa trường âm thông thường, thung trường âm nhấn, chá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quê trường âm thông thường, bá rá má ba đoạn âm, đúc trường âm nhấn, cá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại 4 câu. Sukara ni asa thù ni atano ahita ni cha yang quê hi tan cha sa thùng cha tăng quê paramadukka rằng. Sukara ni asa thù ni atano ahita ni cha yang quê hi tan cha sa thùng cha tăng quê paramadukka rằng. Con xin kệ. Sukarani asatuni atano ahitani cha yang quê hi tánh cha sa tung cha tăng quê para ma đúc rằng. Dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình, còn việc lành việc tốt thật tối thượng khó làm, là bản dịch của Hòa Thượng Thánh Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mic ạ. Không, im lặng để ba đọc bài. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú số 163 ngày hôm nay ạ. Dạ, con xin cảm ơn sư Trí Đức đã bố bài. Sukara ni asahu ni at tano ahita ni cha yang we hi tan cha sa thun cha tang we paramadukka rang. Sukara ni asa thu ni at
tano ahita ni cha yang we hi tan cha sa thun cha tang we paramaduk karang. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Sukara ni asa thu ni atano ahita ni su cá là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, ni á là hai đoạn âm, sa thu là hai trường âm thông thường, ni là đoạn âm, là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, no là trường âm thông thường, á hí là hai đoạn âm, ta là trường âm thông thường, ní chá là hai đoạn âm. Sukara ni asa thu ni atano ahita ni cha. Và câu số 3 và câu số 4. Yang yang we hitan cha sa thun cha tang we paramadukkarang. Yang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. We là trường âm thông thường. Hi là đoạn âm. Tan là trường âm nhấn. Cha là đoạn âm. Sa là trường âm thông thường, thun là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quê là trường âm thông thường, bá, rá, má là ba đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, cá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dân quê hi tăng chá xa thun chá tăng quê bá ra má đúc cá răng. Dạ con xin đọc lại ạ. Sukara ni asa thu ni attano ahita ni cha yang we hi tan cha sa thun cha tang we paramadukkarang. Dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình, còn việc lành, việc tốt, thật tối thượng khó làm, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sukarani asathuni attano ahita nicha yang we hitan cha satun cha tang we bara madukkarang. Sukarani asathuni attano ahita nicha yang we hitan cha satu cha tang we bara maduk karang. Dạ con đã đọc và kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa dùm cho con ạ. Dạ con xin kính mời về kế tiếp ạ. Dạ Nam Mô Đức Tăng Bảo. Dạ con kính lãnh lễ ơn Đức Phật, ơn kính lãnh lễ ơn Đức Pháp, ơn kính lãnh lễ ơn Đức Tăng. Dạ con kính lãnh lễ quý sư, ơn kính lãnh lễ quý cô tu nữ. Dạ con xin kính chào với đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 163. Sukara ni asa thu ni attano ahita ni cha yang we hi tang cha sa thum cha tang we paramaduk karang. Sukara ni asa thu ni attano ahita ni cha yang we hi tang cha sa thum cha tang we paramaduk karang. Dạ con xin phân tích câu 1, câu 2. Số cá hai đoạn âm, ra trường âm thông thường. Ní á hai đoạn âm, sa thu hai trường âm thông thường. Ní đoạn âm, áp trường âm nhấn, tá đoạn âm, nô trường âm thông thường. Á hí hai đoạn âm, ta trường âm thông thường. Ní chá hai đoạn âm. Sukara ni asa thu ni attano ahita ahita ni cha. Dạ con xin phân tích tiếp câu 3, câu 4. Con trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quê trường âm thông thường, thí đoạn âm, tâm trường âm nhấn,
chá đoạn âm sa trường âm thông thường, thông trường âm nhấn chá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quê trường âm thông thường, bá rá má ba đoạn âm, đúc trường âm nhấn cá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dằng quê hí tành cha xà thùng cha tặng quê bát má đắc ma ra ma đúc ca đằng. Dạ con đọc lại bài. Su ca ra ni a sa thu ni a ta no a hi ta ni cha dặn quê hi tạnh cha xà thùng cha tặng quê ba ra ma đúc ca đằng. Dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình, còn việc làm việc còn việc lành việc tốt thật tốt khó làm, là bản dịch của Hòa Thượng Đức Minh Châu. Và con xin kệ: Sukarani asa thuni antano ahita anicca yang quê tan cha sa thung cha tăng quê ba ta ma độc ca đằng. Su ca ta ni a sa thu ni a ta no a hi ta ni cha yang quê tan cha sa thung cha tăng quê ba ta ma độc ca đằng. Dạ con phân tích đọc và dạy sai, con có chỗ nào sai dạ con kính xin quý sư với cô tu nữ và quý đạo hữu trong đạo tràng sửa sai cho con. Dạ con xin trả mít lại cho đạo tràng và xin mời vị tiếp theo. Alo, 123, 123. Mời huynh đạo huynh nè, huynh chánh ngộ nè, huynh hạnh pháp nè. Nam nhi chi trí, sao mà ngồi yên ru vậy? Huynh đạo huynh, huynh chánh ngộ, rồi hạnh pháp nữa, rồi mời huynh đạo huynh nha. Dạ, cảm ơn sư Trí Đức và cũng xin đảnh lễ sư, cũng xin kính chào đạo tràng. Dạ, không biết mình nói có ai nghe rõ không ạ? Tại đây cái đường truyền hơi yếu á. Dạ. Dạ, cảm ơn sư thầy kiểm cho biết tín hiệu. Dạ. Quý vị chỉ có chờ xíu ha, tại nhà mình cũng đang sắp sửa đi về thành thử này. Dạ, đã con xin đọc kinh hôm nay, kinh Phật ngôn Thù Pháp Cú 163. Dạ, cảm ơn sư đã bốt bài sư. Dạ, chúc sư sức khỏe sư. Dạ. Sukarani asa du ni attano ahi tani cha yam we hi tan cha sa dun cha tang we barama dukkharan. Dạ, đâu con xin đọc lại. Sukarani asa du ni attano ahita dicca yang we hitan cha sa dun cha tang we baramat duk karang. Dạ, đạo văn xin phân tích ha, lâu quá không phân tích nè, không biết có đúng không. Dạ. Su cá là hai đoạn âm, rá là trường âm, ní é là hai đoạn âm,
Sa là trường âm, Lu là trường âm, Lý là đoạn âm, Ách là trường âm nhấn, Tá là đoạn âm, Nô là trường âm, Á Hí là hai đoạn âm, Ta là trường âm thông thường, Ní Chá là hai đoạn âm, Văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Quê là trường âm thông thường, Hí là đoạn âm, Tanh là trường âm nhấn, Chá là đoạn âm, Đa Sách là trường xa, cho nên hợp tối là chữ xa thì là trường âm thông thường, chữ Thun là trường âm nhấn, Chá là đoạn âm, Tanh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Quê là trường âm thông thường, Bá Rá Má là ba đoạn âm, Đúc là trường âm nhấn, Chá là đoạn âm, và Răng là trường âm đọc theo diện ngân âm. Yeah. À, bây giờ chúng tôi xin kể. Su cha ra ni a sa du ni a ta no a hi ta ni cha Yam quê hi tánh cha sa đun cha Tăng quê ba ra ma đúc kha răng. Dạ, và tồn tại tới Bình Châu này dịch ra tiếng Việt dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình. Còn việc lành, việc tốt, thật tối thượng khó làm. Dạ, những câu rất là tập ngôn rất là hay. Một lần nữa Đạo Huynh xin chúc sư Trí Đức cùng quý đạo tràng tinh pháp an vui một bậc thầy giả. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mài, Nam mô Sang Khai. Con kính lễ chư tăng, quý cô tu nữ. Con xin chào quý vị đạo hữu. Con xin đọc con kinh Pháp Cú số 163 là phân tích. Sukara ni asa thu ni atano ahita ni chayang quê hitan chasa thun chatang quê paramadukarang. Phân tích câu xong câu đầu tiên. Sukara ni asa thu ni su ca hai đoạn âm, ra trường âm thông thường, ni á hai đoạn âm, sa thu hai trường âm thông thường, ni đoạn âm, át trường âm. Nghĩa câu thứ hai. Atano ahita ni cha át trường âm nhấn, Tá đoạn âm, Nô trường âm thông thường, Á Hí hai đoạn âm, Ta trường âm thông thường, Ní Chá hai đoạn âm. Câu thứ ba. Dằng quê hí tàn chá xa thùn chá. Dằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quê trường âm thông thường, hí đoạn âm, tàn trường âm nhấn, chá đoạn âm, xa trường âm thông thường, thùn trường âm nhấn, chá đoạn âm. Câu cuối. Tàng quê paramadukka rằng, tàng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quê trường âm thông thường. Parama và đoạn âm, đúc trường âm nhấn, cá đoạn âm, rằng trường âm đọc theo nguyên âm. Dạ, con đọc lại câu Phật ngôn lần cuối, còn không biết kệ. Sukara ni asa thu ni atano ahita. Dạ, con xin đọc lại. Sukara ni asa thu ni atano ahita ni chayang quê hitan chasa thun chatang quê paramadukarang. Dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình, còn việc làm, còn việc lành, việc tốt, thật tối thượng khó làm. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin xuống mít.
con xin đến lễ quý sư quý cô tu nữ và xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn Quỳnh Nhật Hà đã cho biết tính thương tốt. Sau đây con xin đọc bài kinh Pháp Cú 163. Sukarani asatuni atano ahitanicca yang wehitan cha sakunca tang we parama dukkarang. Ya. Sukarani asatuni atano ahitanicca yang wehitan cha sakunca tang we parama dukkarang. Cho ai con xin phân tích số cá hai đoạn âm ra trường âm thông thường ní á hai đoạn âm sa sa hạ thù hai trường âm thông thường ní là đoạn âm á trường âm nhấn tá đoạn âm nô trường âm thông thường á hí hai đoạn âm ta trường âm thông thường ní chá hai đoạn âm văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm quê trường âm thông thường hí đoạn âm tăng là trường âm nhấn chá đoạn âm sa trường âm thông thường thun trường âm nhấn chá đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm quê trường âm thông thường phá rá má là ba đoạn âm đúc trường âm nhấn cá là đoạn âm răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ. Ông xin đọc kệ ra sukarani asatuni atano ahitanicca yang wehitang jasatunca tăng quê para maduka rằng dạ, dễ làm các ác, dễ làm tự hại mình, còn việc làm việc tốt tối thượng khó làm, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Dạ, còn đọc xong có gì sai sót quý đạo tràng chỉnh dùng con, chỉnh sửa dùng con sao con xin xuống mít. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Mến chào quý Phật tử. Cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu ạ. Dân Nhật Hà, chị Dà Men hạnh kiểm. Dạ, sau đây con đọc câu pháp số 163. Sukarani asatu ni attano ahita ni cha yang ve hitan cha sa thun cha tang ve barama dukkha rang. Sukarani asatu ni attano ahita ni cha yang ve hitan cha sa thun cha tang ve barama dukkha rang. Sukha, chú cá là hai đoạn âm. Ra là trường âm thông thường, ní, á là hai đoạn âm, sa, thu là hai trường âm thông thường, ní là đoạn âm, át là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, á, hí là hai đoạn âm, ta là trường âm thông thường, ní, chá là hai đoạn âm. Câu 3 và câu 4 ạ. Dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, V là trường âm thông thường, Hí là đoạn âm, Tan là trường âm nhấn, Chá là đoạn âm, Sa là trường âm thông thường, Hun là trường âm nhấn, Chá là đoạn âm, Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, V là trường âm thông thường, Bá, Rá, Má là ba đoạn âm, Đúc là trường âm nhấn, Cá là đoạn âm, Răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sukara ni asa thu ni atto ahita ni cha yang ve hitan cha sa thun cha tang ve barama dukkha rằng. Dễ làm các điều ác,
dễ làm tự hại mình, còn việc lành, việc tốt, thật tối thượng, khó làm. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thì con xin kệ. Sukarani asathuni atano ahitani cha Yang vahitan cha satun cha tang vebaraha madukarang. Dạ con đã đọc và kể và phân tích xong, có sai chỗ nào xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa ạ. Dạ con xin mời vị tiếp theo ạ. Alo, 123, 123. Khi nãy thấy cô tu nữ Tự Duyên nè, rồi còn Sister Man nè. Wow, hôm nay mắc cỡ gì mà không chịu đưa tay ta. Sister Man, cô Tự Duyên. Vô sao cái quê quá ha, rồi tôi không chịu đưa tay. Khổ thiệt. Rồi bây giờ ôn lại ha, rồi tìm hiểu về ý nghĩa tự vận. Sukara ni asa thu ni attano ahita ni cha yang we hi tan cha sa thun cha tang we paramadukka rang. Đó là dòng kinh ha, còn dòng kệ ha. Dòng kệ dễ đọc đâu khó đâu, huynh chánh ngộ không chịu đọc đó. Thấy hồi nãy huynh văn nhạc hà đọc kệ hay quá ha. Huynh đạo huynh đọc cũng hay nữa. Vậy mà huynh chánh ngộ ngại ha, ngại không có đọc kệ ha. Sukarani asathu ni antano ahita ni cha yam quê hi tan cha sa thun cha tăng quê ba ra ma đúc ca rằng. Dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình, còn việc lành việc tốt thật tối thượng khó làm. Trong đạo tràng của chúng ta có hai vị mà chúng tôi cảm thấy rất là phục. Người đầu tiên đó là Sức Hạnh Kiểm. Quý vị biết khi một cái quán cà phê mà đông người như vậy, ồn ào như vậy, mà Sức Hạnh Kiểm quý vị thấy đâu có phân tâm, đâu có đọc sai chỗ nào, mà cái dòng này cũng hay nữa nhé. Quý vị thấy Sức Hạnh Kiểm vì đám đông ồn ào trong một cái quán cà phê, vừa bán cà phê mà vừa đưa tay lên đọc, quý vị thấy một cái sự coi như là chú tâm tuyệt vời. Rồi còn ai nữa, đó là huynh đạo huynh ha. Huynh đạo huynh quý vị thấy rằng người ta dùng cái từ nghĩa là văn ôn võ luyện ha, phải tập luyện thường xuyên nhưng mà bây giờ huynh đạo huynh ào vô một cái lâu lâu đến đạo tràng bị bắt cóc lên ha. Rồi huynh đạo huynh ha, đây vẫn phân biệt được trường âm đoạn âm nè. Nhưng mà sự phân biệt của huynh đạo huynh á, ví dụ chữ sukara ni thì su ca là đoạn âm, ra là trường âm, ni là đoạn âm. Quý vị thấy nè, vẫn chính xác như thường, trường âm là trường âm, còn cái gì kệ nó, cái gì kệ nó, biết rằng đây là trường âm thì
giọng dài. Còn trường âm nhấn, trường âm thông thường, trường âm đặc thị giọng nguyên âm, nó cũng là giọng dài thôi. Cho nên cái chỗ nào huynh đạo huynh mà thấy nghi ha, thôi con thích ra làm cái gì, nó đây là trường âm được rồi ha. Đó nghe là lâu mà vẫn còn nhớ, vậy là công nhận huynh đạo huynh ha. Công việc bận rộn nè ha, nhưng mà kêu lên là huynh đạo huynh vẫn còn nhớ thấy vậy đó. Mà cái giọng kệ huynh đạo huynh cũng hay đấy chứ, quý vị thấy huynh đạo huynh có giọng kệ rồi ha. Còn huynh hạnh pháp mới đến sau nhưng rất là tiến bộ, rất là tiến bộ, hòa nhập được với đạo tràng. Và nhất là vấn đề phân tích, còn cái giọng đọc thì chưa có nhuần nhuyễn, chưa quen thôi. Nhưng mà trên cái vấn đề phân tích thì huynh hạnh pháp tiến bộ rất là nhiều, bởi vì mình phân tích được. Tại đạo tràng đông hơi run một chút thôi chứ, chứ còn một mình ở nhà cái lật sách ra là coi mình tự mình phân tích trường âm đoạn âm, bảo đảm dòng đọc an toàn. Ở đây nhiều khi đương đọc thấy bàn tay đưa lên thọc rét, tự nhiên thấy nhột nhột bị phân tâm. Nhưng mà nếu mà ở nhà đối với huynh hạnh pháp lật kinh ra nhìn vô trong văn bản Pali, biết đây là trường âm, đây là đoạn âm, mà trường âm là trường âm gì nữa chứ, phải không? Rồi, xa đủ, quý vị rất là tuyệt vời. Tinh thần học hỏi của quý vị chúng tôi rất là khâm phục. Và quý vị còn biết ha, ở trong cái đạo tràng mà tu tập một ngày ở chùa, những bài kinh rất là dài, bài kinh Trưởng Pháp Luân, như Phật thuyết đầu tiên trên năm thầy chưa cần thêm, bài kinh rất là dài, mấy ông sư nhiều khi chưa thuộc nữa, vậy mà Phật tử thuộc lòng, ngầu không? Phật tử trẻ chứ không phải là già nha, trẻ. Mấy cô đọc mà chúng tôi thấy cũng bái phục luôn, nhìn trong sách mình đọc mà còn lộn chữ, trật chữ, vậy mà mấy cô đọc ào ào. Tinh thần tu tập học hỏi của quý vị làm cho chúng tôi mất cỡ, nó thẳng vậy, làm như chúng tôi mất cỡ. Thấy mình nghe là lên tuổi bạc đầu mà coi như là thua suốt những người đến sau. Cho nên con cầu Phật ngôn rất là chính xác, bạc đầu đại đức phải chăng, tuổi già trí kém gọi rằng lão ngu. Mình không thuộc là mình thua người ta rồi, cái đó là cái ngu thật sự. Cho nên nhiều khi đếm đến đạo tràng chúng tôi học hỏi nữa quý vị. Quý vị có những cái hay thì chúng tôi phải học, chứ không phải nói là ô Phật tử, ô này cái cô này cô kia, hoặc là ông này bà nọ, mỗi người đều có cái hay mà chúng ta phải học. Mình đừng nhìn cái lỗi người ta, mà nhìn những cái hay cái đẹp của người ta. Rồi ăn cắp, học những cái hay cái đẹp của họ để tự mình sửa chính mình, chứ không phải mình nhìn cái xấu của người ta rồi có sự so sánh. Cho nên câu này, dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình, là mình nhìn cái xấu cái lỗi của người ta mà quên đi cái lỗi của mình. Nhiều khi đem cái lỗi cái xấu của người ta ra so sánh với chính mình, để rồi bồ đề gai nổi lên, chán thiệt. Còn những việc lành, việc tốt thì bỏ qua một bên. Hay không? Tu kiểu gì vậy? Đấy, bây giờ trả lại câu Phật ngôn này chứ. Nói em chọc nó thành ra bà Tám luôn. Câu Phật ngôn 163. Bây giờ chúng ta đi vào tự quận ha. Sukara ni asa thù ni
Sukara ni asa thu ni, câu này có hai từ ha. Chữ sukara ni, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ su ở phía trước. Tiếp đầu ngữ này có nghĩa là dễ dàng, tốt, đẹp, khéo léo. Chữ su không mà ha. Rồi kara ni, kara ni do cái chữ kara. Kara là một danh từ nam tính Akran Tapung Linh Ga. Kara có nghĩa là việc làm. Còn cái động từ của nó là Karoti là làm. Thì ở đây Sukara Ni có nghĩa là những việc làm dễ dàng. Sukara Ni là những việc làm dễ dàng. Rồi cái từ thứ hai asa thù ni. Asa thù ni thì chúng ta cũng thấy á ở phía trước là một tiếp đầu ngữ, mà chữ á đó có nghĩa là không. Rồi chữ sa thù ni, sa thù ni do cái từ sa thú. Sa thú là một danh từ trung tính ha. U karantanapum sakaringa. Và chữ sa thú này đứng làm coi như chủ từ số nhiều, cho nên nó biến thành sa thù ni, tức là sa thù ni là việc làm tốt đẹp, những việc làm tốt đẹp, nhưng mà có chữ á ở phía trước. Á sa thù ni là những việc làm không tốt đẹp, những việc làm không tốt đẹp. Như vậy thì cái câu đầu này ý nghĩa là sao? Những việc làm dễ dàng, những việc làm không tốt đẹp. Mà Ngài Hòa Thượng dịch là dễ làm các điều ác, không tốt đẹp là điều ác, đúng rồi. Rồi bây giờ qua câu số 2. Attano ahita nicca. Attano Ahita Nicca. Attano là chính bản thân ha. Cho bản thân, chính bản thân. Rồi chữ Ahita Ni, Ahita Ni chúng ta cũng thấy có tiếp đầu ngữ A phía trước, có nghĩa là không. Rồi chữ Hita Ni do cái từ Hita, nhưng mà nó đứng làm chủ từ số nhiều, cho nên nó biến thành hita ni. Hita có nghĩa là lợi ích, lợi ích, nhưng mà ahita ni là không có lợi ích, không có lợi ích. Thì như vậy cái câu số 2, chữ chá ở phía sau có nghĩa là bà dễ làm tự hại mình, tức là không có lợi ích là hại mình rồi. Cho nên câu 1, câu 2, hai câu này bổ sung với nhau ha. Sukara ni asa thu ni attano ahita nicca. Những việc làm không tốt đẹp và không có lợi ích cho bản thân là những việc làm dễ dàng. Cái lỗi bằng xua này dễ hiểu hơn ha. Câu 1, câu 2 ha. Sukara ni asa thu ni attano ahita nicca. Những việc là những việc không tốt đẹp và không có lợi ích cho bản thân là những việc làm dễ dàng. Bây giờ chúng ta qua câu số 3, câu số 4. Dân quê hi tành cha sa thùn cha. Dân quê hi tành cha sa thùn cha. Chữ dân có nghĩa là cái này, đây là một đại từ ha. Và chữ quê quả thật, hiển nhiên, thật vậy. Hi tành cha, hi tành cha do chữ hi tăng cộng với cha mà nó biến thành hi tăng cha. Thì chữ hi tăng có nghĩa là lợi ích, cha có nghĩa là bà.
Rồi sa thun cha, tức là sa thun cộng với cha, nó biến thành sa thun cha. Và sa thun thì có nghĩa là tốt đẹp. Thì ở đây dân quê hi tành cha sa thun cha, đúng vậy, việc gì là lợi ích và tốt đẹp, việc gì là lợi ích là và tốt đẹp. Rồi câu cuối cùng ha, tăng quê phá rầm á đúc cá răng, tăng quê phá rầm á đúc cá răng. Chữ tăng và chữ dân, hai chữ này nó đi đôi với nhau. Dân là cái này, tăng là cái đó. Mà chữ quê là quả thật, quả thật cái đó ha, hay là quả thật việc ấy, hay là việc ấy hiển nhiên. Phá rầm má đúc cá răng, chữ phá rầm má có nghĩa là vô cùng cao nhất, tối thượng, vô cùng cao nhất tối thượng. Rồi chữ đúc cá răng do cái từ đúc cá ra, mà chữ đúc cá ra này có tiếp đầu ngữ đú ở phía trước, có nghĩa là khó khăn, xấu, ác. Và chữ cá răng do cái từ cá rá là việc làm. Vậy thì ở đây tăng quê phá rá mát đúc cá răng, việc đó hiển nhiên là việc làm vô cùng khó khăn. Điều ấy hiển nhiên là việc làm vô cùng khó khăn. Thì Ngài Hòa Thượng dịch là thật tối thượng khó làm, thật tối thượng khó làm. Như vậy thì câu Phật ngôn 163 cho chúng ta ý nghĩa những việc làm không tốt đẹp và có lợi cho bản thân là những việc dễ dàng. Đúng vậy, việc gì là lợi ích và tốt đẹp, việc ấy hiển nhiên là việc làm vô cùng khó khăn. Xin lặp lại, những việc không tốt đẹp và không có lợi cho bản thân là những việc làm dễ dàng. Đúng vậy, việc gì là lợi ích và tốt đẹp, việc ấy hiển nhiên là việc làm vô cùng khó khăn. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ Lục Bát thế này: những việc xấu quấy đã làm, những điều tự hại lại càng dễ thôi. Việc hay, việc khó than ôi, việc lành, việc tốt quá trời khó hơn. Những việc xấu ấy đã làm, những điều tự hại lại càng dễ thôi. Việc hay thật khó than ôi, việc lành, việc tốt quá trời khó hơn. Rồi Ngài Hòa Thượng Minh Châu, Ngài đã dịch theo cái thể thơ Ngũ Ngôn ha. Dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình, còn việc lành, việc tốt thật tối thượng khó làm. Dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình, còn việc lành, việc tốt thật tối thượng khó làm. Alo, trong cái lời từ vựng, quý vị thấy có những cái chỗ nào rắc rối không? 123, 123, quý vị còn nghe không? Hay là cái giọng khàn khàn này nghe chán quá, ngủ hết trang rồi. Có ai còn thức? System man, cảm ơn nha. Không, không có chát lên nè, tưởng là đi ngủ hết rồi. Nếu mà quý vị đi ngủ, chúng tôi cũng tắt đèn luôn, đi ngủ luôn. Câu Phật ngôn, ủa? Nó hồi nãy bỏ đi rồi mà sao bây giờ còn xuất hiện, còn đưa tay, đưa chân rồi lên vậy nè. Rồi, bây giờ câu Phật ngôn 163, chúng ta đi vào duyên sự ha.
Câu Phật câu này được Đức Phật thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Trúc Lâm, kính lễ để Đức Tuệ Đức vừa đến với Pháp hội. Và Đức Phật đã đề cập đến Đề Quá Đắc Tá, cố ý chia rẽ tăng. Thì quý vị vừa học câu Phật môn 162 cũng đề cập đến Đề Quá Đắc Tá. Nhưng mà ở đây Đề Quá Đắc Tá cố ý chia rẽ tăng, tức nghĩa là một hôm Đề Quá Đắc Tá trong thấy trưởng lão A Nan Đá đang trì bình xác thực đã nói lên cái ý định của mình. Này đạo hữu A Nan Đá, tôi sẽ hành lễ phát lồ cùng các tăng sự riêng, không hành tăng sự chung với Đức Thế Tôn nữa. Trưởng lão A Nan Đá im lặng, không quan hỷ, cũng không chỉ trích, cũng không tán thành. Cái này sau khi đi khất thực xong, trưởng lão A Nan Đá trở về trình lên Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, vào sáng nay khi con đang trì bình khất thực, Đề Quá Đắc Tá trông thấy con đang đi khất thực ở trong thành Ra Chắc Gà Hát, vì đó đã đến nói với con rằng: Này đạo hữu A Nan Đá, kể từ hôm nay trở đi tôi sẽ hành lễ phát lồ tăng sự và các tăng sự riêng, không có hành chung với Đức Thế Tôn và tăng chúng nữa. Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay Đề Quá Đắc Tá đã sẽ chia rẽ tăng, tức là sẽ hành lễ phát lồ và tăng sự riêng. Khi mà được nghe đến trưởng lão A Nan Đá bạch trình câu chuyện như vậy, thì bậc đạo sư đã cảm hứng thốt lên rằng: Thiện nhân hành thiện dễ dàng thay, ác nhân hành thiện khó chi tài. Ác nhân hành ác không gì khó, thánh nhân hành ác chẳng quen tay. Và sau khi thốt lên lời cảm khái như vậy, bậc đạo sư mới dạy rằng: Này A Nan Đá, cái việc làm đáng gọi là vô ích cho mình thì dễ làm, còn trái lại việc làm hữu ích cho mình thì khó lắm. Và Đức Phật Ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn 163 này, chúng tôi xin đưa lên cho quý vị thấy. Sukara ni asa thu ni attano ahita ni yang we hitan jasa thun jatang we parama dukkha rằng: Dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình, còn việc lành việc tốt thật tối thượng khó làm. Ý nghĩa là cái việc hung ác thì dễ làm, nhưng mà chẳng có lợi ích gì cho ta. Trái lại cái việc tự thiện có lợi cho ta thì lại rất là khó làm. Thì ý nghĩa câu Phật ngôn nói rằng những cái việc nào là bất thiện, đáng chia trách và xoay chuyển trong cái vòng luân hồi, nhất là bốn cung đường ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Khi mà làm xong chẳng có lợi gì cho mình, thì mình lại lao đầu vào đó. Trái lại cái việc nào mà làm xong có lợi cho mình, không có gì đáng chê trách, xoay chuyển ở trong hai cảnh, tức là nhân thiên hoặc là giải thoát niết bàn, thì cái việc làm đó rất là khó khăn. Giống như cái việc kéo cái mặt trời đã mọc ở phương đông từ cái chỗ thấp của con sông cho nó đi tụt lùi, lấy lại phía sau làm phía trước, thì cái điều đó là một cái điều hoàn rất là khó. Và khi mà Đức Phật thuyết lên câu Phật ngôn này,
163 này thì có nhiều vị tỳ kheo chứng đắc thánh quả, nhất là đạo quả tu đạo quả. Duyên sự này cho chúng ta thấy trong thành Vương Xá gặp A Nan, Đại Đức Đề Bà thốt lộ rằng: ta sẽ phát lộ riêng chỗ khác, không hành tăng sự của chư tăng. Phật dạy việc hung ác dễ làm, nhưng mà bất lợi chớ nên ham. Việc lành trái lại tuy là lợi, nhưng khó làm nên, ít kẻ cam. Như vậy thì duyên sự câu Phật câu này chúng tôi cũng đã trình bày xong. Cám chỉ về Đề Bà Đạt Đa nói lên cái ý định của mình sẽ hành tăng sự riêng, không có hòa hợp với Đức Phật và chư tăng nữa. Đây là một cái điều mà quý vị thấy rằng cái vấn đề chia rẽ tăng là một trong năm cái tội ngũ nghịch đại tội. Tức là điều thứ nhất nè, giết cha, giết mẹ, giết các vị A-la-hán, làm Đức Phật đổ máu và chia rẽ tăng. Đây là cái tội thứ năm ha. Với năm cái tội này thì quả báo nhận tiền ngay trong kiếp sống, phải bị đắp luôn, tức là phải đọa vào địa ngục vô gián. Mà điển hình quý vị thấy rằng trong thời kỳ của Đức Phật, ai còn nhớ những người bị đắp rút, tức là phạm vào ngũ nghịch đại tội này, ai còn nhớ không? Có bao nhiêu nhân vật bị đắp rút mà trong đó có cái tội chia rẽ tăng này? Quý vị nhớ được người nào? Hay là dám nhiều khi nói rằng: ô, cái thời kỳ đó tôi đâu có sinh trong thời kỳ đó mà tôi nhớ, tôi biết người nào? Dám nói vậy đó? Có ai dám nói vậy không? Bây giờ kinh sách để lại, chúng ta coi vào đó những cái tấm gương để chúng ta nè. Nhớ ha, ngũ nghịch đại tội là giết cha, giết mẹ, giết các vị A-la-hán, làm Phật đổ máu, và điều thứ năm là chia rẽ tăng. Trong thời kỳ Đức Phật có bao nhiêu người đã phạm vào tội năm cái tội này, có ai nhớ không? Mọi người nhớ người đi ha. Để rồi coi như đạo tràng của chúng ta coi như có được một cái kiến thức tổng hợp, người nhớ người này, người nhớ người kia, để rồi chúng ta thấy rằng vi phạm cái tội đó nên đưa đến một cái hậu quả khốc liệt, rất là quả báo nhân tiền ngay trong kiếp sống này. Có ai nhớ không? Trời im ru vậy ta. Chân thiệt. Rồi, ai nhớ thì bây giờ giao mic lại cho đạo tràng. Khi mà chúng ta học cái câu Phật ngôn này, chín cha là một ha, Đề Quá Đa Ta là hai, mới cả hai đứa, hai người chứ. Mới hai người, chinh cha, cái cô nàng này vô vô cống Đức Phật này ha. Đức Phật đương cứ pháp vô phá. Cô này coi như là ngoại đạo này. Bởi vì nghĩ rằng mình vô cống bôi nhỏ Đức Phật thì như vậy là mất uy tín, và cái đạo giáo của mình sẽ tăng thịnh về lợi đắc cung kính danh chân vân vân. Cái này mới đại diện cho ngoại đạo vô khống Đức Phật khi Đức Phật đang thuyết pháp. Và vô khống xong như vậy thì được vị hộ pháp, tức là Đức Vua Trời Đế Thích Na, và coi như Tứ Đại Thiên Vương hóa thành những con chuột cắn đứt cái dây buộc phía trước bụng cô ta, và một cái khúc gỗ tròn tròn ở trong bụng cô ta rớt xuống bể mánh giữa đám đông. Cô ta bỏ chạy ra ngoài,
khi mà vừa khuất cái tầm mắt của Đức Phật thì bị đắc rốt. Đó là nàng Chiên Cha, một cô mỹ nữ rất là đẹp. Người thứ hai Đề Qua Đa Ta Chia Rẽ Tăng, tôi nghĩ rằng đây là một cái tội quá nặng. Trước khi chết cố lết về chùa Kỳ Viên để mà coi như như sám hối Đức Phật á, nhưng mà Di Tăng mới thấy những cái người đệ tử của ông ta khiêng trên trán từ ở nơi xa trên núi về, mới sợ vô chùa quậy phá Đức Phật. Đức Phật nó hắn không có vô được chùa đâu, dầu có ở trước chùa Kỳ Viên nữa cũng vô được cái chùa này. Mà thật sự tâm mà xấu Đức Phật thì trước khi vô chùa có sẵn cái bờ hồ ở phía trước á, thì người ta mới nhảy xuống dưới để mà tắm rửa sạch sẽ, ai ngờ chân vừa chạm đất là đất rút luôn. Nhưng mà trước khi mà thu hút hết cả toàn thân của anh ta thì anh ta cũng phải chắp tay lại hướng về Đức Phật và đọc cái bài Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, tức là hướng về Đức Phật để mà đọc lên cái câu đó. Và thế là người thứ hai, người thứ ba Subhaputta, trời ơi Sĩ Khà giỏi quá ta. Vậy thì Sĩ Khà cho biết cái ông vua Subhaputta này ông làm cái gì đây, cho biết cái tội trạng của ông nhé, mới bị đắc rút nhé. Rồi mời Sĩ Khà nha. Đâu rồi, bàn tay đâu mất tiêu rồi, đang đưa lên đi. Nói về đức vua Subhaputta. Alo Sĩ Khà. Cái gì vậy? Phỉ báng Đức Phật. Phỉ báng sao? Đâu có ai nghe đâu. Chứ cà nói vậy không biết có đúng ta. Đưa tay lên thanh minh thanh nga cho bà con biết rằng phỉ báng Đức Phật mà cũng bị đắc quốc dữ nha hả? Mời chứ cà đưa tay. Rồi chứ chiếc la mùa xuân bỏ của chạy đến người hãy nghe nói. Mời chứ cà chỉ nhớ là nhớ hay sao, nói vậy đi, nhớ ít nói nhiều càng tốt. Rồi mời chị Khà. Đâu mất em rồi, Quỳnh Chánh Ngộ bỏ của chạy đến người kìa. Nha Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mày, Nam Mô Sang Khai. Con kính đến lễ nhà Trí Đức Chư Tôn Đức Tăng, con kính tới các cô tu nữ và con kính chào đại tràng. Và thưa ngài, con chỉ có nhớ là cái vị vua này là ba vợ của Đức Phật. Thì ông có cái lần kết quan trái với Đức Phật vì ông trách cứ Đức Phật bỏ con của bà Yajudala đó mà đi tu. Thành ra từ đó ông có cái lòng trắc ẩn, ông có lòng ăn trái và ông rất lúc nào cũng muốn nói những lời phỉ báng Đức Phật. Do vậy mà con nhớ cái tích truyện là Đức Phật nói là ông cũng không sống qua trong cái thời gian đó, không sống qua quá 7 ngày thì ông cũng thách thức. Còn ông leo lên trên tú cái lầu trên là 7 tầng lầu. Rồi rút cuộc rồi cái phiền đã quan trái đó, cái đến lúc cái nghiệp nó ông phải trả thì con ngựa của ông nó đau ốm bệnh, mà ông thương cái con ngựa này lắm, rồi ông cũng chạy xuống. Thì ông chạy xuống vừa chân ông vừa chạm té, thì khi mà quân hầu bị khiêng vác ông thì cũng té. Thì khi chân ông vừa chạm đất thì đất nó lún xuống. Con chỉ nhớ như vậy thôi. Dạ, con kính trân mất lời cho ngài. Hay quá Sĩ Khà ơi, chính xác. Nhưng mà nói cha vợ của Đức Phật là nghe không được nghe. Cha vợ của Đức Bồ Tát chứ ông Phật gì mà có cha vợ vậy hả? Phật đâu có vợ đâu mà nói là cha vợ của Đức Phật. Phải nói cha vợ của Đức Bồ Tát hoặc là của Thái Tử, nhưng còn nói là cha vợ của Đức Phật thì người ta hỏi thắc mắc ông Phật sao có vợ.
không? Rồi. Đây cũng là nhân vật thứ ba, Supaputha. Còn ai nữa? Mới có ba người à? Đúng rồi, chặng đường không cho Đức Phật đi xác thực. Nhưng mà trong thời kỳ Đức Phật không phải là chỉ có ba người mà còn nữa, bởi vì vi phạm trong ngũ nghịch đại tội. Ngũ nghịch đại tội thì vi phạm đó là chữ nhất là giết cha, giết mẹ, điều ba giết các vị thánh nhân hoặc là các vị A-la-hán nè, điều thứ tư là làm Phật là chảy máu nè, điều thứ năm là chia rẽ tăng. Thì bây giờ mới bị có ba mạng nè, còn ai nữa? Nói sắp hạn đi. Ôi đông người vậy mà nhớ được mất có ba à. Sao hôm nay cô tu nữ tự nhiên hiền khô vậy ta, ngồi im ru vậy ta hả? À, rồi tự nhiên Đức vua cha ta sa tu xích nhung phạm ơi giết cha. Nhưng mà các ông này chỉ đọa vào địa ngục đồng sôi thôi, chứ không phải là bị vô gián à. Nhưng mà cũng phạm cái tội giết cha à, phạm tội giết cha. Tức là Đức vua Bhimbisa đó bị Acha Tathagata này mổ cái gót chân à, nhốt trong lao rồi mổ gót chân sát muối vô. À, cho nên Đức vua Bhimbisa đã qua đời do cái tội giết cha đó. Nhưng mà ông ta thật tâm sám hối với Đức à, thật tâm sám hối với Đức Phật à, và Đức Phật nói rằng nếu mà nhà ngươi không giết cha thì ngươi sẽ chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn rồi, là một người tam nhân nhưng mà thân cận với Đề Bà Đạt Đa, cho nên đã giết vua cha. Và thế là vào địa ngục à, đồng sôi thôi, chứ không có đọa vào vô gián địa ngục, không bị đắp rút ha. À, ai đây nữa? Cái tên hãm hiếp vị A-la-hán ni, mà vị A-la-hán ni đó tên gì? Alo. Alo, vị A-la-hán ni đó là ai? Còn nhớ không? Rồi, cái tên thanh niên đó là bà con của cái vị thánh ni đó. Cái tên cũng giống giống như một cái vị mà nhắc khéo cho quý vị ha. Một cái vị đi tu để ta được cưới các vị chư thiên à, chư thiên nữ à, mốm như vậy mà cũng nhớ nè. Một cái vị mà hoàng tử ha, rồi được Đức Phật phải như trao cho bình bát, ôm cái bình bát. Đúng rồi, ôi Sikha Nhung Phạm hay vậy ta. À, anh chàng công tử nanh đá nè. À, Upalawana nữa, trời ơi, hay quá ta. Quá giỏi. À, anh chàng nanh đá này nè, bà con với cái vị thánh ni Upalawana là coi như làm bẫy để rồi coi như vừa khuất cặp mắt à, của vị thánh ni này là anh chàng bị đắc rút. Vậy là được bốn nè ha, được bốn nè ha. Chinh gia là một à, rồi Supaputha là hai, rồi ai nữa ta, à, Nanh Đá là ba, còn ai nữa? Devadatta là bốn, còn ai nữa? Mới có bốn à, thêm người nữa cho đủ năm cho nó vui á. Ai nhớ
Bởi vì ở đây cái điều ác dễ làm, mà nó dễ làm cho bản thân của mình đau khổ nữa. Quý vị biết rằng cái tâm của ta giống như dòng nước, mà dòng nước thì luôn luôn nó chảy xuống chỗ thấp, thì cái việc ác của chúng ta cũng vậy, dễ làm hơn là những cái việc lành. Đại khái nè, cha mẹ thương con mới tình thương lai láng, đến khi mà con mình nó bạc đầu vẫn còn thương, vẫn còn thương, vẫn còn coi như là luôn luôn che chở. Nhưng mà người con hướng về cha, hướng về mẹ để tri ân và báo ân á, quý vị thấy đếm được mấy người. Nước ở trên cao chảy xuống, mình nước từ ở dưới chảy lên, đó là một điều khó khăn vô cùng. Cho nên những cái việc mà tri ân báo ơn, đó là việc tối thượng khó làm. Chúng tôi có gặp một vị sư mà cảm thấy rất là khâm phục, duy trì và phát triển cho cái
cái vấn đề chúng ta thành sầm bi. Chắc tại thành của Sambi không có liên quan gì đến cái câu vật ngôn này, bởi vì câu vật ngôn này nói về Devadatta. Devadatta tự mình sẽ hành tăng sự riêng, phát đồ riêng, không hành chung với Đức Phật. Đó là cái ý của mình để rồi trình bày lên với Ngài Anan, để Ngài Anan trình lên Đức Phật. Còn chính tại thành Kosambi, một cái vấn đề mà coi như đại họa xảy ra trong tăng chúng, và chính Đức Phật đi xử ba lần cũng không được, Đức Phật mà đứng ra mà hòa giải tới ba lần, mà chư tăng ở thành Kosambi luật sư và pháp sư nghe là ngoan cố không chịu nghe lời, Đức Phật buồn. Đức Phật mới vô trong rừng để mà nhập hạ, tức là một mình ta sống khỏe còn hơn gì mình nói nghe, thôi sống mình cho rồi. Và Đức Phật vô đó có một con voi, có một con khỉ, là hai thị giả của Ngài, tức là do phụng sự trong cho Ngài suốt 3 tháng. Vậy thì cái nguyên nhân tại thành Kosambi tại sao chia rẽ tăng? Đây còn nhớ không? Cái này chắc là hỏi cô tu nữ tự duyên nhé. Alo, cô tu nữ tự duyên đâu rồi? Hồi nãy giờ ngồi im ru à? Bàn tay xinh đẹp đâu? Đưa lên giùm chút. Rồi, năn nỉ mới chịu lên, khổ bởi. Dạ, sa thú con thành ngài. Vì sao con ngồi yên? Tại vì hôm nay con xài cái laptop khác, con chưa có biết điều chỉnh nó, cho nên con phải ngồi im từ từ mới điều khiển nó được. Bây giờ chỉ biết đưa tay để nói chứ còn viết cũng không được, chặt lên chặt xuống không dám viết. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ ngài Trí Đức, ngài Đức Tuệ Đức, và kính lễ với cô tu nữ, cô Như Pháp, và thân chào tất cả quý thiện nam tín nữ. Thì con nhớ là có một chư thấy hai vị tăng thân thiện thương yêu nhau, vị chư thiên thật chia rẽ hai vị này. Con nhớ không bây giờ không thử là không biết có ảnh hưởng về chích hay không, mà sao mà bây giờ đầu óc nó làm sao không nhớ ra nổi tên á. Chứ còn cái câu chuyện thì vẫn nhớ là một tiên, phải không chị? Thôi vậy kính mời đi bây giờ. Hồi nãy giờ thật ra em ngồi ở trước máy với lại có đi vắng một chút xíu, cho nên là không nhớ rõ. Vậy thì bây giờ chị có nhớ rõ thì kính mời chị Kim lên chia sẻ nữa. Dạ, bây giờ nhớ về chị. Dạ, mời chị nha. Cảm ơn chị rất nhiều. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Phước Thạnh, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con cũng không nhớ rõ, có nhiều điều, có vài điều mà ông Đê Vác Đắc Đa đó, ổng chia rẽ tâm đoàn. Thứ nhất, ổng chúi vua Asakatu là giết vua cha mình để cướp ngôi, mặc dù ông vua cha Bimbisarit, không con nhớ vậy đó, thì ông nhường ngôi rồi mà cũng không tha, còn bắt nhốt ngục,
rồi bà vợ của ông vua này chết mặt ông đồ ăn trong người để ông vua vô ổng liếm ông ăn đến sống, mặt ông vua con này cũng biết nữa, cũng không cho nữa. Đó là một điều, với một điều là Đề Quốc Đắc Ca nói với Đức Phật là Đức Phật già rồi, Đức Phật không có làm nổi, nhường cho ông làm đi. Cũng là một điều ổng chia rẽ tăng đoàn với chỉ bán Đức Phật đó. Mặc dù ổng với Đức Phật đâu có chơi cái tuổi bao nhiêu đâu, mà ổng chơi già làm như ổng trẻ hơn Đức Phật 20 tuổi. Tại vì công chúa Vô Sa Đà La này cũng bằng tuổi Đức Phật. Ổng này anh này, ổng còn lớn hơn. Nói chuyện tào lao không, nói một chuyện. Thì con chỉ nhớ một vài câu chuyện đó thôi. Với lại ổng nói vua Acha Thật Tú là bây giờ ổng định ông vua này ổng thích, ổng cung cấp đồ ăn đủ thứ cho ông Devadatta. Thì ổng kêu những người nào mà muốn đi theo ổng thì đi theo ổng. Chứ ổng nói là ổng bắt là phải ăn chay, rồi phải ở trong rừng, không được ở trong thành phố, cái vậy. Ổng làm vậy con nhớ vậy, không biết có đúng không sư, con không chắc. Bây giờ trong đầu dịch á, con không nhớ, con cũng không nhớ. Con nhớ được mấy người mà trong cái người mà bị đắc rút đó, mà con không biết viết tên đâu, con quên rồi. Con chỉ nhớ vậy thôi. Còn cái câu chuyện mà sư nói ở phòng, ở thành khu sông đi vậy đó, con không chắc, con không nhớ rõ. Nhưng mà con chỉ nhớ là ổng túi như vậy đó, ổng chia rẽ tăng đoàn, ổng lập ra một tăng đoàn riêng của ổng, ổng làm những điều trái lại, ổng trái với Đức Phật đặt ra là ổng nói là ăn chay, không ăn mặn, ở xa thành phố, không được vô thành phố, đại khái như vậy. Và con chỉ biết như đó thôi, con xin trả máu để cho sư ạ. Dạ alo, dạ con kính chào sư Trí Đức và toàn thể đạo tràng. Cái sự kiện đó thì con cũng chỉ nhớ là như là vị pháp sư là dạ quên rửa, quên đổ cái nước rửa tay cái gì á, mà vị kinh sư, vị luật sư thấy và tắt, mà còn vị pháp sư thì nói là do cô vô ý, không cố tình nên đâm ra là không phạm luật. Còn vị luật sư thì nói là phạm luật, chỉ sự việc như vậy nên đâm ra dẫn đến là hai vị rồi đè rồi tranh chấp với nhau. Còn nhớ như vậy ạ. Sa thủ, mỗi người mỗi ý ha. Nhưng mà tự trung là cái câu Phật ngôn này ám chỉ về Đề Bà Đạt Đà, Đề Quá Đạt Ta. Ý nghĩa của câu Phật ngôn này tức là cái chuyện đúng không chịu làm mà muốn làm sai, tức là cái tâm của mình vì cái tán ngã tham lam chi phối, sân hận chi phối, đã rồi dễ làm các điều ác. Một tăng đoàn, một coi như là một ba ngôi tam bảo đã hiện khởi, nhưng mà anh chàng này vì cái tâm tham chi phối cho nên hướng về các điều ác, để rồi sao, do những cái điều ác đó nó hại chính bản thân của ông ta luôn. Đó là Đề Bài Đặt Đà phải chịu khổ. Đó là ý của Sĩ Kim là nói ra vấn đề đó ha. Còn cái nãy á là của tôi nữ tự duyên, không biết nghe bà chất bà nhăn sao không biết nữa, mà đưa lên cái vấn đề của cái vị tỳ khưu mà con đất hàn á, tức là hai người bạn chơi thân với nhau, để rồi cái ông chư thiên đó ông ta cũng mới vỡ của cô tôn nữ tự duyên hỏi về thành Cô Sâm Bi, mà đem cái chuyện của vị tỳ khưu con đất hà ná ra để mình nói, tức là đi đâu cũng có bóng người phụ nữ theo sau. Đó là nguyên nhân chia rẽ. Hai người hành phạm hạnh rất là tốt, nhưng mà chia rẽ để mọi người cười chơi vậy.
Nhưng mà khi thấy hai người đơn ái chia ly rồi mới hòa giải. Nhưng mà rồi cũng bị mang cái nghiệp. Thế rồi đi đâu còn có một cái bóng người nữ theo sau. Đi khắc thực thì người ta ra địa bát. Đây là phần của ông này, còn cái phần này của bà nè. Đó, anh thấy không? Để bác tới hai phần. Mà nó phần này phần của ông, còn phần này phần của bà. Người ta không có trọng. Nhưng mà bố thí là bố thí, nhưng mà nói lên để nhạo báng cho biết cái tội chia rẽ. Rồi còn rất được làm ở tại thành Cô Sâm Vi. Sĩ Khoa Tiếm này rành quá ha. Chỉ là một cái gáo nước, cũng giống như Huynh Hành Pháp vừa trình bày. Một bên luật, một bên là pháp sư, một bên luật sư. Mỗi vị đều có 500 đệ tử. Thì bên pháp sư á, đi vô toilet và khi xong cái việc làm của mình rồi, cái gáo để mà múc nước nó không chịu úp xuống mà để ngửa. À, vừa bước chân ra thì ca nhi gặp cái vị luật sư đi vô. Vị luật sư vô thấy vậy mới hỏi tại sao hiền giả lại coi như là không úp cái gáo xuống. Để như vậy rửa con trùng nó rơi vô đó nó chết thì không tốt đâu. Thì vì pháp sư nói ồ tôi đâu biết chuyện này. Pháp sư mà vị luật sư mới nói nên úp xuống để cho con trùng nó có bay vô thì coi như cũng không sao. Nhưng mà ngửa như thế này thì nó bay vô nó sẽ chết, còn dưới nước trong đó. Rồi chỉ có thế thôi. Và vị luật sư nói ồ nếu mà không biết thì cũng có phạm tội. Nhưng mà ông luật sư này cái miệng mồm ông cũng không được kín đáo. Khi mà dạy luật cho đệ tử là đem cái ông pháp sư đó ra làm cái đề mục để mà răn dạy Phật tử mình lần sau đi vệ sinh phải úp cái gáo xuống. Ai ngờ đệ tử của ông luật sư này đi mét với đệ tử của mấy ông pháp sư kia, nó thầy của nhà ngươi có một chút luật vậy mà cũng không biết gì hả? Đi vệ sinh mà tại sao cái gáo không chịu úp xuống. Rồi đệ tử bên kia mới tức đem trình lại cho ông thầy. Vị pháp sư mới nói trời ơi hôm trước nó nói không biết thì không có tội, bây giờ nó đem mình ra làm cái tấm bình phong để mà nó bêu riếu nó xấu mình. Cái thằng cha này coi như là chơi không được, tức là đã hôm trước là nói là không được thì bây giờ nó lại đem mình ra nó xấu nữa. Thế là chiến tranh miệng lưỡi xảy ra giữa luật sư và pháp sư. Rồi luật sư và pháp sư này thì cũng có một số đệ tử tục gia cư sĩ, rồi binh vực thầy của mình cũng chia ra làm hai phe. Rồi các vị chư thiên đó, thì cũng chia ra hai phe. Vì thì các vị chư thiên nghĩ ồ ông pháp sư nói chuyện hay, có những cái bài giảng tuyệt vời, cho nên mới kính ngưỡng vị pháp sư đó. Rồi cũng có những vị chư thiên thấy rằng bên luật sư này, cái vị này hành trì chân chánh trang nghiêm, cũng chia làm hai phe pháp và luật. Và thế là trong tam giới chứ không phải riêng trong cõi người, Đức Phật hòa giải không chịu nghe. Hòa giải tới 3 lần luôn không chịu nghe. Nghe thôi bỏ đi chứ làm gì. Và thế là Đức Phật nhập hạ 3 tháng ở trong rừng một mình. Thì quý vị thấy rằng khi ở đây dễ làm điều ác, bởi vì cái vấn đề đưa cái bản ngã của mình lên trong cái sự sân hận hơn thua. Rồi để làm cái gì? Để rồi khi mà Phật tử chánh kiến á, và thấy mấy ông này á tu không lo tu, chiến tranh miệng lưỡi hơn thua nhau, và thế là người ta úp bác
đi khất thực, mà ôm mình bác đi từ sáng tới trưa về tới chùa Bình Bạch Trống. Phật tử hỏi bác không để bác đói queo rầu xỉu luôn thì làm sao có sức để mà chiến tranh miệng lưỡi nữa. Và thế là việc ác dễ làm, nhưng mà tự hại mình. Phật tử đâu cho ăn nữa, đâu có hộ pháp nữa. Thì bây giờ hơi sức đâu để mà ngồi trước pháp, hơi sức đâu để mà trì luật. Thế là do cái vấn đề bán ngã, tham lam, sân hận, si mê, chi phối, để rồi tự hại lấy chính mình. Trong số Phật tử, các vị thánh tinh văn sĩ, họ biết vấn đề này, và họ đã ra tay bằng hình thức úp bát. Không chào hỏi, không tiếp đón, không đẻ bát, không cúng dường. Thì bây giờ làm sao? Có thực mới vượt được đạo. Đói quá rồi, xỉu làm sao đạo đâu mà thê. Quý vị thấy Đức Bồ Tát 6 năm khổ hạnh đó, đói quá, xỉu thì làm sao mà thành đạo được. Thôi phải ăn thôi. Và cái hình thức ba sợi dây đàn, căng quá thì đứt, trùng quá thì không nghe âm thanh, và không căng không trùng là như thế là Ngài đã thọ thực lại và có sức lực để thành Phật. Thì ở đây cái việc tối thượng khó làm là cái việc gì? Mình phải thấy được cái tham, cái sân, cái si của chính mình, chứ không phải làm thấy của người khác. Alo, có ai còn nghe không? Còn 6 phút nữa. Quý vị nào có ý kiến, chúng ta có nói gì sai mà quý vị có thể bổ sung. Sức Nhung Phạm này, Sức Nhung Phạm này có nhiều cái vấn đề về Phật pháp đã tới chát lên, thấy rất là hay, hiểu về Phật pháp nhiều. Vậy thì Sức Nhung Phạm hiểu câu Phật ngôn 163 như thế nào? Xin mời Sức Nhung Phạm. Alo, Sức Nhung Phạm ơi, đưa tay lên có ý kiến về câu Phật ngôn này. Ai biểu đi học kể anh chị? Bàn tay đâu rồi? Chưa cậu. Quý vị nghĩ sao mà nói rằng Sức Nhung Phạm này chưa biết nói? Hôm trước cô tu nữ Tỳ Duyên hướng dẫn cách đọc bán lý thế này thế kia. Chúng tôi ngồi nghe hay quá mà sao nói chưa biết nói ta? Mời Sức Nhung Phạm. Chưa biết thì phải tập nói. Mời Sức Nhung Phạm nha, còn mấy phút nữa, 5 phút nữa. Rồi, muốn nói gì nói. Bàn tay đâu rồi, Sức Nhung Phạm ơi? Bên này nói riết là thấy khang tiếng, thành ra ông Tám luôn chứ không phải bà Tám. Rồi, cô tu nữ Tự Duyên hả? Xa thú nói giùm ha. Dạ, xa thú thú cần kính chào ngài. Dạ, thưa nãy con chạy ra cho hiểu rõ, nhưng hôm nhưng nãy giờ có vài anh chị huynh hạnh pháp đã chia sẻ, và cộng thêm là hoa tím đưa lên tăng chúng chia rẽ đi là trong lĩnh. Như vậy là con nhớ ra câu chuyện rồi, nhưng để quay lại nói lên cái câu pháp cú này, để con đọc lại cái chữ Việt ra. Dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình, còn việc lành việc tốt thật tối thượng khó làm. Phổ Thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thì thật ra là nó như vậy đó. Hồi nãy thì những cái câu chuyện mà
chia rẽ tăng đoàn hay là thấy người mật rồi chia rẽ, nói chung là những điều ác chia rẽ làm cho tăng chúng thứ nhất là cái câu này là làm cho cái người ác là giết cha giết mẹ, làm giết A-la-hán, làm cốt chân Đức Phật, và cuối cùng là chia rẽ tăng đoàn. Thì tất nhiên là đọa địa ngục. Thì từ xưa đến nay làm điều ác á, thì họ rất là dễ làm. Hiện tại bây giờ cũng vậy. Thì con đã nhớ đến cái câu chuyện có một vị giảng sư ngày xưa là vị ở tại chùa Bửu Quang. Thì ngài có giảng hai vị tăng. Chỉ có hai vị này á, là một vị á, thì hạnh Đầu Đà, còn một vị á, thì ở trong chùa. Nhưng mà cái Đầu Đà đó thì không có ở trong chùa, mà lại cắt cái cốc nhỏ nhỏ ở bên ngoài rồi hành. Rồi cho nên á, tới ngày mà phát lồ á, này lại có răng với nhau. Nếu mà tới ngày mà phát lồ á, thì cái ông ở trong chùa dứt khoát là không có phát lồ chung với cái ông Hạnh Đầu Đà ở kế bên chùa. Cho nên hai ông này nó cũng là quan trái rất là nặng. Thì cái ông mà Hạnh Đầu, hình như là cái ông ở trong chùa, ông lúc mà ông gần bệnh á, ông nói là không bao giờ ông phát lồ với cái ông Hạnh Đầu Đà này. Đến khi chết mà thì tôi thúi luôn á. Đó. Thì bây giờ cũng đã hết giờ rồi. Con xin đỡ mất một chút xíu. Và câu chuyện nó cũng dài. Nhưng mà thật ra thì con tóm tắt cái câu chuyện đó thì rất là dễ. Nhưng mà làm điều thiện rất là khó. Mặc dù là ở trong chùa cũng vậy. Hay là hội chúng cũng vậy. Nó còn rất dài, nhưng khi đến lợi ngay chỗ mà nó dài lắm. Bây giờ hết giờ, bây giờ mới nhớ ra. Khổ như vậy, lỗ một trễ một phút nữa rồi đó. Rồi con kính thỉnh ngài trở lại để con hẹn lại khi khác. Dạ, và kính. Dạ bây giờ con xin hello 123 123. Sa thú, cô thôn nữ Tùy Duyên cũng đi vào vấn đề trọng tâm là chia rẽ tăng. Nhưng mà có chuyện đương hay vậy, tự nhiên kết thúc và hẹn gặp lại dịp sau. Công nhận câu giờ ha, để rồi lần sau người ta mời lên nói tiếp nữa, trong khi thời gian còn nhiều thì không chịu mời, không chịu đưa tay. Bây giờ hết giờ mốm ra một câu chuyện, rồi xin dừng lại, hẹn kỳ sau. Công nhận câu chuyện nhiều tập quá ha. Sa thủ cũng đi vào trọng tâm, tức là vấn đề chia rẽ tăng, nó đem lại một cái hậu quả rất là khắc nghiệt, rất là thảm khốc. Cho nên cái vấn đề đó chúng ta cũng nên chú ý. Bởi vì khi mà đụng đến tăng á, là nguy hiểm lắm. Mình nhất là các vị thánh tăng thì cần chết sớm nữa. Thì thôi, buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc nơi đây. Lố 1 phút rồi. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời Phật dạy, để thấy rằng
những cái điều ác dễ làm và điều thiện thì khó làm. À, nhưng mà ác dễ làm vì lý do là chúng ta bị cái bản ngã chi phối do tham, do sân, do si. À, và chính những cái điều đó chúng ta dễ làm những điều ác. Còn những cái điều thiện thì rất là khó làm, chứ không phải là không. Giống như dòng nước từ trên cao chảy xuống thấp, nước không bao giờ từ dưới thấp chảy lên cao. Mà nước từ dưới thấp chảy lên cao chỉ có sa di su kha quán niệm về cái dòng nước từ dưới thấp chảy lên cao qua cái vấn đề dẫn thủy nhập điền, để rồi cái vị này suy nghĩ tại sao nước từ thấp chảy lên cao. Và thế là vua trời giải thích tứ đại thiên vương, rồi thần mặt trời, thần mặt trăng và chính Đức Phật hỗ trợ cho vị sa di này thấy rõ thực tướng của pháp là gì, để chứng đắc trở thành một cái vị a la hán chỉ có mới 7 tuổi mà thôi. Sa thủ ý kiến của quý vị rất là tuyệt vời, đã giúp cho buổi sinh hoạt của chúng ta có được nhiều sự an vui tiến hóa trong cuộc sống. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giá hành bố thí và thâm thiền, siêu hóa lực vô biên, siêu toàn giác độc giác và thiên văn chúng chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ete na sa cha va che na so thi vô hô tu sa pa đà. Do lời chân thật này, chính nhân quả phước lên chư tôn thiền thức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiện hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc nơi đây. Xin phép quý vị, chúng tôi xin được đóng gói mọi